nay mình đi đến tỉnh Đồng Tháp và mình ghé thăm một khu di tích rất là nổi tiếng, đó là lăng cụ Phó Bảng Nguyễn Xuân Sắc. Cả nhà hãy theo chân mình đi vào phía bên trong để tham quan nhé. Hiện tại thì Hương đang đứng trước lăng mộ của cụ Nguyễn Xuân Sắc. Bây giờ mời cả nhà cùng Hương đi vào phía bên trong để tham quan lăng cụ nhé. Đây là khu di tích cụ Phó Bảng Nguyễn Xuân Sắc. Nhà cụ Sắc sinh năm 1862 tại Làng Sen, nay thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Nhà cụ sinh ra trong một gia đình nông dân, cha là Nguyễn Xuân Nhập, mẹ là Hà Thị Thi. Nhưng mà không may đến với cụ Sắc thì khi cụ lên 4 tuổi thì cụ đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Cụ phải về ở với gia đình của người anh cùng cha khác mẹ là Nguyễn Xuân Trợ. Gia đình của anh Trợ lúc này cũng rất khó khăn, nên cụ Sắc phải làm việc vất vả và không được học hành như bạn bè cùng trang lứa. Vì vậy, vào những buổi chăn trâu, cụ thường lân la đến gần lớp học của thầy đồ Vương Thúc Mậu, một trâu vào bụi tre gần đó, đứng thập thò ngoài cửa lớp, lắng nghe thầy đồ Vương giảng bài. Và đến năm 16 tuổi, thì cụ được nhà nho Hoàng Xuân Đường, quê ở làng Hoàng Trùng, nhận về nuôi dạy và lo cho ăn học. Và sau thời gian cụ chung sống chung với gia đình cụ Hoàng Đường, thì cụ Hoàng Đường nhận thấy cụ Sắc là người hiền lành, thông minh, lại có chí. Cụ Hoàng Đường mới quyết định gả người con gái lớn của mình là Hoàng Thị Loan cho cụ Sắc. Và vợ chồng cụ Hoàng Đường còn cắt tặng cho vợ chồng cụ Sắc một ngôi nhà lá ba gian ở sau vườn nhà để cho vợ chồng cụ Sắc thuận lợi hơn trong việc ra ở riêng. Và cũng chính tại ngôi nhà này, vợ chồng cụ Sắc sinh được ba người con. Người con gái lớn là cô Nguyễn Thị Thanh, người con trai thứ hai là cậu Nguyễn Sinh Khiêm. Và đến năm 1890 thì bà Loan hạ sinh Nguyễn Sinh Cung. Và Nguyễn Sinh Cung tức là chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta sau này. Và vợ chồng của cụ Sắc còn sinh người con trai thứ tư đặt tên là Nguyễn Sinh Thiên, nhưng mà cậu bé này mất lúc nhỏ nên ít được nhắc đến. Và đến năm 1894 thì cụ Sắc tham dự kỳ thi hương năm Giáp Ngọ và Đỗ Cử Nhân. Và đến năm 1895, sau khoa thi hỏi ở mỗi học độ, thì cụ Sắc với bạn với bà Loan là để cô Hai Thanh ở nhà chăm sóc cho bà ngoại. Vợ chồng cụ cùng hai người con trai đi vào kinh đô Huế để bà Loan tiện giúp ông thuận lợi hơn trong việc học hành thi cử ở những kỳ thi tiếp theo trên đất Đế Đô. Và thì gia đình cụ Sắc lúc này phải đi bộ hơn một tháng trời mới vào được đất Đế Đô. Cũng chính tại ngôi đất này thì cụ bà Hoàng Thị Loan quyết định lấy nghề dệt vải ở quê nhà để làm nghề sinh sống, lao động nuôi chồng con, học tập, tạo điều kiện vật chất và tình cảm cho cụ Sắc yên tâm theo học ở trường Quốc Tử Giám. Và thì đến năm 1901 thì cụ Sắc tham dự kỳ thi hơn một kỳ thi hỏi và đỗ cử nhân. Và đến cụ Sắc đỗ Phó Bảng vào năm 1901. Và dưới khi mà cụ đỗ Phó Bảng thì cụ được triều đình ban cho hai đặc ân. Đặc ân thứ nhất là tấm cờ biển ông tứ tinh gia, là cái ân cái lộc vua ban cho gia đình tốt. Đặc ân thứ hai là vinh quy bái tổ về làng. Vì vậy cụ Sắc cùng hai người con trai về vinh quy bái tổ tại Làng Sen. Tuy là cụ Sắc đã đỗ đạt cao nhưng mà cụ đã nhiều lần từ chối hay làm quan. Mãi đến tháng 6 năm 1906, dưới sức ép của triều đình Huế thì buộc cụ Sắc phải vào kinh đô nhậm chức thừa biện bộ lễ. Và đến năm 1909 thì cụ nhậm chức tri phủ lĩnh nhiệm tri huyện Bình Khê, tỉnh Bình Định. Dạ thì trong thời gian làm quan ở đây, cụ rất căm ghét bọn cường hào ác bá luôn đứng về phía dân nghèo, nên là cụ không được lòng các quan trên. Vì vậy đến năm 1910 thì cụ bị cách chức dựng giải về triều đình Huế để chờ kết án. Lúc đầu thì cụ bị kết
bị quyết định là bị triệt hồi, là từ làm quen kinh đô về làm từ làm quen ở địa phương về làm quen tại kinh đô, thì cụ sắp không chờ đến làm quen ở kinh đô mà cụ đi thẳng vào các tỉnh phía nam làm theo dấu chân của người con trai út của mình là Nguyễn Tất Thành. Và sau khi cụ đi hoạt động rất là nhiều nơi thì đến vùng ngoài An Cao Lãnh này cụ về hoạt động được hai lần. Và lần thứ nhất là vào năm 1917, cụ ở đến năm 1919 và đi nơi khác hoạt động mãi đến 10 năm sau, tức là năm 1927 cụ mới quay về đây chọn mảnh đất Hòa An này để tiếp tục hoạt động và gắn bó lâu dài. Và cụ mất vào đêm 26 rạng sáng ngày 27 năm 1929 tại mảnh đất Hòa An Cao Lãnh này. Và thì mời đoàn mình nhìn lên phía trên ạ. Trên bệ thờ là di ảnh của cụ có vẻ Nguyễn Sinh Sắc. Di ảnh này thì được mật thám Pháp họa lại trong hồ sơ mật thám vào năm 1923. Và cụ khi mà cụ mất thì cụ hưởng thọ được 67 tuổi. Và đây là ngôi mộ của cụ. Và đây là ngôi mộ gốc của cụ. Lúc đầu thì ngôi mộ chỉ là một ngôi mộ đất đơn sơ bình thường, nhưng mà sau đó được bà con đổ lên lớp mộ bằng xi măng. Và đến năm 1954 thì Cao Lãnh được chọn là một trong ba điểm tập kết chiến quân ra miền Bắc. Thì trước khi đi tập kết, các đơn vị bộ đội đã đến đây cho xây thêm bia mộ và hàng rào xung quanh để bảo vệ ngôi mộ. Và sau khi nước nhà được hoàn toàn giải phóng thì Đồng Tháp đã cho tiến hành khởi công xây dựng lại ngôi mộ. Thì ngôi mộ được tôn cao hơn rất nhiều lần so với ngày trước, nhưng mà hài cốt của cụ thì vẫn nằm sâu phía bên dưới, đúng với vị trí mà trước đây bà con đã an táng cụ. Dạ thì xung quanh ngôi mộ được ốp bằng đá hoa cương từ móng cái của tỉnh Quảng Ninh mang vào. Còn phía trước ngôi mộ là bia mộ. Bia mộ được tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp thì tổ chức làm lễ an vị bia mộ cho cụ vào ngày 6 tháng 4 năm 2010. Bia mộ cũng được làm bằng đá hoa cương để tạo nét kiến trúc hài hòa và tính tôn nghiêm của một phần. Dạ mà đồng mình bắt lên phía trên ạ. Dạ phía trên ngôi mộ thì có xây một mái che hay còn gọi là bờ mộ. Mái che có hình một cánh hoa sen cắt đều tượng trưng cho Đồng Tháp. Đồng thời thì trên mái che có 9 đường gân nối dài, đầu mỗi đường gân là một đầu rồng. 9 đầu rồng tượng trưng cho đồng bằng sông Cửu Long luôn ôm ấp và che chở cho ngôi mộ của cụ. Dạ ngoài đồng mình thắc mắc về phía trước ạ. Dạ phía trước không xa là hồ sen được xây dựng theo hình ngôi sao năm cánh tượng trưng cho hình ảnh tổ quốc Việt Nam, và ở giữa là đài sen trắng vươn cao tượng trưng cho cuộc đời thanh bạch giản dị của cụ có vẻ Nguyễn Sinh Sắc, đồng thời thì gợi cho ta liên tưởng tới đài sen quê hương của cụ Sắc về trước và cụ Nguyên. Nghe những hạng mục công trình từ cổng mộ trở vào thì được tỉnh Đồng Tháp khởi công xây dựng vào ngày 22 tháng 8 năm 1975 và khánh thành đưa vào sử dụng ngày 13 tháng 2 năm 1977. Nên thì chúng ta sẽ tham quan nhà trưng bày nha các bạn. Các bạn hãy cùng mình di chuyển vào phía bên trong để tham quan là tượng cụ có vẻ Nguyễn Sinh Sắc nha các bạn. Chủ tịch Hồ Chí Minh nha các bạn. Còn đây là hình ảnh của cụ Sắc tham gia lớp học của thầy Dương Trúc Mận nha các bạn. Hình ảnh rất là đẹp và chân thực nha các bạn. Còn đây là hình ảnh mô phỏng một góc nhà của bà Hoàng Thị Loan, mẹ của Bác Hồ nha các bạn. Đang dệt vải và ru con ngủ nha các bạn. Rất là đẹp. Còn đây là hình ảnh mô phỏng gia đình của cụ Nguyễn Sinh Sắc vào kinh đô Huế nha các bạn. Còn đây là cái hình ảnh mô phỏng khu mộ của bà Hoàng Thị Loan, mẹ Chủ tịch Hồ Chí Minh nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ quay cái quang cảnh phía trong nhà trưng bày cho các bạn xem nha. Rất là đẹp. Còn đây là bản đồ những địa điểm cụ Nguyễn Sinh Sắc đã đi đến trên đất Nghệ Tĩnh nha các bạn.
Còn đây là hình ảnh mô phỏng lại khi cụ Nguyễn Sinh Sắc qua đời nha các bạn. Rất là nhiều người dân đau buồn nha các bạn. Địa điểm tiếp theo thì chúng ta sẽ tham quan nhà trưng bày của Chủ tịch Hồ Chí Minh nha các bạn. Các bạn hãy theo chân mình đi vào phía bên trong để tham quan nhé. Và bây giờ mình sẽ quay toàn cảnh trong nhà trưng bày của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các bạn xem nha. Đây là hình ảnh Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập nha các bạn. Đây là quá trình hoạt động của Bác. Cảnh ở đây rất là đẹp nha các bạn, yên tĩnh lắm luôn á, đẹp. Còn đây là hình ảnh mô phỏng lại các nghề như là nghề mộc, nghề đan và thuốc lá nha các bạn. Và bây giờ các bạn hãy cùng mình xem cái mô hình mô phỏng lại hình ảnh xay lúa nha các bạn. Đây, rất là chân thực và rất là đẹp nha các bạn. Còn ở phía trong là nghề rèn nha các bạn. Hương xin phép kết thúc video tại đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào video sau. Các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ mình nhé. Bye bye các bạn nha.